Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2017. Chúng ta học tiếp cái phần tổng quát thuộc về lậu ngũ. Thì như chúng ta biết đó, tâm chúng ta hoạt động là nó diễn ra nơi 6 căn. Năm cái căn đầu tiên đó thì những cái nguyên tắc hoạt động của nó đó là coi như nó tương tự nhau. Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, thì cái quy trình diễn hoạt của cái tâm đó, những cái tâm đó thì năm cái thức đó nó khởi lên đó thì nó tương tự nhau, cho nên là xếp vào một cái loại. Điểm thứ hai nữa là bởi vì trong năm cái căn đó thì nó có cái đặc biệt đó là mỗi một cái căn thì nó có một cái cảnh khác nhau. Căn nào thì tương ưng với cái cảnh đó, và nó không đi lộn được. Ví dụ như một cái thức mà thuộc về nhãn thức thì nó không thể nào nó hoạt động nơi cái chỗ nhĩ căn được cả. Ngược lại đó thì tỷ căn nó cũng không có thể nào nó hoạt động nơi cái nhĩ căn hoặc là cái thiệt căn, cái thân căn không hoạt động gì được. Thì mỗi con đường đi của nó là khác nhau, không có giống nhau. Và tất cả các cái lộ mà thuộc về ngũ môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó đều là bắt cái cảnh ngoại, tức là cảnh bên ngoài. Và cái cảnh này là cảnh hiện tại, đó là hai cái đặc điểm của nó khi nó hoạt động. Còn khi mà mình nói tới cái lộ ý môn, nó thuộc về bên trong cái tâm của mình, cái tâm mình nó hoạt động, thì cái cảnh mà của tâm á là cảnh nội, là cảnh ở bên trong. Cảnh nội này còn gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp này là tất cả những cái cảnh gì nó xảy ra trong tâm, thì mình cũng sẽ chia ra làm hai. Thứ nhất là cái cảnh ngũ thuộc về quá khứ, hay là cảnh ngữ tạo lại. Khi mà cái lộ ý ở trong tâm chúng ta nó hoạt động thì nó vẫn thấy bằng tâm, nó vẫn nghe, nhưng mà nó nghe bằng tâm. Bây giờ cái cảnh đó nó trạo trở lại, thế rồi cái thước phim quá khứ nó quay lại, cho nên nó thấy nhưng mà không phải thấy cái cảnh hiện tại, cũng không phải mà thấy cái cảnh mà nó dùng cái nhãn thức để thấy, không phải dùng nhĩ thức để nghe, không bằng tỷ thức để ngửi, không bằng thiệt thức để nếm, mà không bằng cái thân thức để mà biết được cái sự xuất giảm. Nó không còn là những cái cảnh ngoại, cái cảnh ở bên ngoài nữa, mà giờ đây là cái cảnh thuộc về quá khứ nó trạo lại. Cho nên năm cái cảnh mà thuộc về cái cảnh ngũ quá khứ này nè, nó vẫn hoạt động ở trong tâm, nhưng nó là cảnh cũ trạo trở lại. Một cái thứ hai nữa là cái cảnh này là thuộc về cảnh tâm, cảnh của tâm. Cảnh của tâm thì như chúng ta biết đó, cảnh của tâm thì nó sẽ nằm trong cái tưởng. Thì cái tưởng này đó, chúng ta có nhiều cách. Ví dụ như có tưởng tượng, đây là hiện tại, và tất cả chúng ta đều, những cái sinh hoạt của chúng ta, cái sự sống chúng ta diễn ra nơi hiện tại, chính xác nơi hiện tại. Nhưng mà từ hiện tại chúng ta có một cái dự phóng về tương lai. Vậy tất cả những gì chúng ta mơ ước, chúng ta dự tính, chúng ta dự định, chúng ta phóng một cái tầm nhìn tới tương lai, thì nó đều là cái hoạt động của sở hữu tưởng, mà nó nằm trong cái tưởng tượng, nó hình dung ra. Và từ cái tưởng này, từ trong cái hiện tại này nè, cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, nó cũng có thể đi về quá khứ. Khi nó đi về quá khứ thì chúng ta sẽ gọi nó là hồi tưởng.
Và cái này nhiều lần sư cô cũng có giảng, nay là chỉ nhắc lại thôi. Là khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta đi về quá khứ. Nếu mà tính cái một cái tỷ lệ đó, thì cái tỷ lệ nó đi về quá khứ rất là nhiều. Và cái tuổi tác càng già mà không biết giữ gìn cái đời sống của tâm đó, thì là nó sẽ đi về quá khứ thường xuyên. Và nó chìm trong cái quá khứ. Và khi cái đó nó là cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng đó, cái khuynh hướng mà khi thân hoại mạng chung mà xuống các cảnh khổ nằm, cái khuynh hướng đã thấy rõ. Nơi đây là cái con người mà cái dòng tâm thức của cái người này đó, nó có một cái phần quế nhiễm, nó thuộc về tham, sân và si đây. Và đây là nó thuộc về phần pháp thiện và thiện trí. Nằm đây. Cái hoạt động tâm thức của chúng ta nó có một cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng là nó nghiêng về cái tâm này, nó chìm về cái quá khứ. Và nếu như chúng ta không thấy nó, không có kiểm soát nó, mà chúng ta lại đồng hóa với nó, với chúng ta là một, và chúng ta sống trong quá khứ, thì chúng ta phải nhớ rằng những cái người mà đi vào cái con đường, nó gọi là cái con đường thoái đọa, đây là con đường tiến hóa. Con đường thoái đọa này đó, nó sẽ nằm trong bốn cái cảnh mà để chìm về cái quá khứ. Bốn cái cảnh đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Chúng ta theo một cái trật tự này đó, để chúng ta biết rằng cái sự chìm đắm về quá khứ càng lúc càng nặng. Nặng nhất là trong địa ngục. Nó cứ tái đi, tái lại, tái đi, tái lại. Không biết là mấy triệu năm, tính hàng triệu triệu năm. Bởi vì cái con số mà chúng ta phải nắm chắc đó, một cái chớp mắt 250.000 tỷ. Nếu cái sân của chúng ta để mà làm nên cái ác nghiệp á, thì chúng ta biết là sân nó có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất nó là sân, cái thứ hai nó là sân độc, và cái ba của nó là sân ác. Nó đi như thế, và nó tính theo giây đồng hồ 250.000 tỷ. Tỷ tâm nó phát sanh này, phát sanh nơi động tốc để nó tạo nghiệp đây. Thì chúng ta sẽ hiểu con đường trầm luân nó đi xuống như này. Nó sẽ tính trong bao lâu thì chúng ta biết. Mà nó cứ như thế thì chìm đắm. Nó cái quỷ khổ này, nó có ma và nó có ngạ quỷ. Rồi nói chung chứ nó thực cực kỳ đa dạng. Cũng như mình nói á, chúng sinh là con người. Con người có da trắng, có da đen, có da vàng, có da đỏ, vân vân. Nhưng người ta còn chia ra nữa chứ không phải như vậy. Thì như vậy trong cái quỷ khổ này đó, nó có quỷ và ma đó, thì cái lực chìm đắm của nó còn có thể coi như cứu vớt được, mặc dù nó chậm. Bởi vì ngay những cái chúng sinh này đó, khi mà trong một cái phút nào, trong một cái sát na nào nó tỉnh lại, nó sẽ tìm đường về những cái nơi, hoặc là những cái người, những cái nơi mà người ta tu tập, những nơi mà cái thanh khí nhiều, tìm đến những cái người mà tu tập, thì nó nương gán vào đó để nó tu tập, thì nó sẽ thôi. Còn không nó chìm đắm nữa. Cho nên cái khuynh hướng hoạt động về tâm, mà trong cái nội tâm của mình, trong cái nội tâm của mình, nó đi về trong cái quá khứ. Thì như lần trước chúng ta học rồi đó, chúng ta thấy nè, cái hiện tại của mình á, là cái quá khứ nó ngã về. Rồi cái đời sống hiện tại của mình á, là mình cũng nghiêng về trong cái quá khứ. Thì chị thấy cái con đường của nó đi chưa? Cho nên cái tâm mình nó, cái khuynh hướng nó rất là mạnh mẽ.
Mà nếu như mình không ý thức ra được cái điều này, thì khi thân ngoại mạng chung, con đường đi xuống bốn cảnh khổ là con đường thuận chiều. Và cho đến khi nào mình ra được cái chỗ này mà người ta gọi là một cái người từ trong cái cảnh giới này, mới gọi là siêu thoát hay gọi là siêu sinh. Thì nơi đây nè, nơi cái con người đây nè, chúng ta nói là nó có thiện nè, nó có cái thiện trí này, thì khởi sự đó cái thiện nó sẽ nằm tiếp giáp ở đây giữa cái đường vàng cái đường trắng đây đó. Thì cái phần tiếp giáp ở bên trên này đó, nó đi bằng cái con đường tưởng đúng đi, tưởng mà tưởng đúng đi, thì nó là pháp thiện. Và khi nào nơi đây đó mà nó có trí tuệ thì nó là thiện trí. Cái con đường mà siêu thoát siêu sinh của người ta đó, nó phải đi từ cái tưởng đúng này, mà nó khi có thiện trí phát sanh và đủ mạnh thì mới nói siêu thoát và siêu sinh. Siêu thoát là bỏ cái quá khứ nặng nề, nó quay lại như những cái thước phim mà nó cà lâm cà lặt như vậy đó, suốt trong cái cảnh giới khổ của mình, bỏ được rồi. Rồi đủ cái năng lượng lành, đủ cái sự sáng suốt thuộc về thiện trí thì mới thoát ra khỏi cái cảnh này, có thể tái sanh lập nghiệp. Còn không, không có siêu thoát và không có siêu sanh được. Cho nên khi nào mà trong cái tâm của chúng ta, chúng ta bị cái quá khứ nó đè nặng, lúc nào cũng nhớ tới những cái chuyện mà giờ đây không cần thiết phải nhớ nữa, mà chúng ta nhớ qua, chúng ta đem một cái quá khứ mà chúng ta lấp lên cái đời sống hiện tại của chúng ta, để cho cái tâm chúng ta trở lui trở tới hoài, thì ngay trong cái đời này nó đã không thoát thì làm sao chết xuống mà nó siêu thoát được. Mình thấy rõ chưa? Cho nên hãy nhìn trong cái hoạt động nội tâm của mình hằng ngày, trong cái đời sống hằng ngày của mình, những cái gì trong quá khứ nó trào lại như thế nào, và nó chiếm lĩnh cái thời gian sống trong hiện tại của chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta hiểu cái gì nó đang đè nặng xuống. Và khi mà người ta đó sống như thế này, có sự nối kết giữa cái hiện tại và cái quá khứ đó, cái sự nối kết đó nó làm thành cái sự liên tưởng. Chúng ta đang sống trong hiện tại đây, thấy cảnh hiện tại mà nhớ đến cảnh quá khứ, rồi sống trong cảnh quá khứ. Sống trong hiện tại mà chúng ta nghĩ đến tương lai, cho nên nhìn cảnh hiện tại mà liên tưởng đến tương lai. Liên tưởng là sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ. Liên tưởng là sự nối kết giữa hiện tại và tương lai. Và cái này nó có hai mặt. Cái mặt thứ nhất á, người ta có thể nhớ về một cái quá khứ tốt đẹp, an vui, sáng suốt. Người ta cũng có thể nhớ về một cái quá khứ như một cái vết thương không bao giờ lành lại. Cả hai cái đều tái lập lại một cái dòng nghiệp mà trước đây đã tạo tác bằng cái tâm động tốc này đó, trước một cái cảnh mà gọi là cái cảnh ngoại. Trước cảnh ngoại tức là cảnh của cái ngũ căn, nó lại tái diễn lại, mà nó tái diễn ở trong tâm. Rồi cái khi đó mà cái người mà nó từ trong cái hiện tại đó mà nhớ về cái quá khứ, nhớ về những cái cảnh an vui, những sự tốt đẹp, những sự tiến hóa, thì tại nơi đây trong tâm vẫn cái pháp thiện phát sanh. Cho nên người ta nhớ về quá khứ để học từ đó một cái bài học về tâm linh, để làm giàu cho cái sự tiến hóa của mình. Thì mình đã biến hoặc là mình đã hiểu biết, hoặc là mình biết cái cách để khi cái tâm mình dẫn về quá khứ thì lập tức mình sẽ cho nó duyên với pháp thiện. Cái tu tập là chúng ta hiểu cái chỗ này.
tâm chúng ta nghiêng về quá khứ. Nhưng quá khứ nó vẫn có hai dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Đối với dòng nghiệp thiện thì chúng ta tăng trưởng những cái phẩm chất thiện của nó lên. Còn nếu như chúng ta không biết tăng trưởng những cái phẩm chất thiện phát sinh lên thì nó sẽ duyên với pháp bất thiện đó, có nghĩa là nó làm cho cái ngã mạng chúng ta tăng trưởng lên. Khi mà chúng ta nghiêng về một cái quá khứ, một cái quá khứ đó là cái pháp bất thiện, nhưng mà pháp bất thiện này từ đấy chúng ta rút ra một cái bài học về tâm linh để chúng ta không có gieo một cái lỗi lầm như vậy nữa, thì cái đó là sự tiến hóa. Còn nếu không đó, nó cũng sẽ duyên với một cái pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện đó là cái ngã mạng nằm trong tự ti. Hai cái cách đó thôi. Một cái là ngã mạng tự tôn, một cái là ngã mạng thuộc về tự ti, đi dính mắc trong đó. Cho nên là đó là cái cách mà cái tâm nó đi về quá khứ. Cho nên phải nhớ một cái định hướng cốt lõi trong cái tu tập của chúng ta đó, là bao giờ cũng vậy. Khi mà chúng ta sống trong hiện tại này mà chúng ta đi hồi tưởng về quá khứ thì phải từ đấy là một cái bài học tâm linh để tiến hóa. Khi chúng ta nằm trong cái liên tưởng thì chúng ta cũng liên tưởng để mà tạo ra một cái bài học cho cái hiện tại của chúng ta. Còn những cái gì mà chúng ta liên tưởng tới một cái tương lai và nó nằm trong cái tưởng tượng của mình, cũng phải định một cái khuynh hướng cho mình. Việc chúng ta xác định một cái khuynh hướng, việc cho chúng ta có một cái tác ý thiện lành để mà nó dẫn đường cho cái tâm của chúng ta. Và chúng ta giáo dục cái tâm mình đó bằng cách luôn luôn nói với nó là phải học một cái bài học về kinh nghiệm tâm linh. Trong cái đời sống mà thuộc về cái dòng chảy của cái dòng đời đó, chúng ta lại rất giỏi ở cái chỗ đó là chúng ta dạy cho cái tâm chúng ta đó là học những cái bài học để thành công ở đời. Ngay cả một cái chuyện rất nhỏ là ví dụ bây giờ mình nấu ăn đó, mình nấu là nút không có vô, thì mình cũng có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, sửa tới sửa lui sửa hoài cho đến khi nào mình nấu ăn được. Thì quý vị thấy không, mình rút ra một cái bài học kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm này làm cho mình tiến hóa, mình thành công, mình thích ứng với cuộc đời. Chúng ta đã quen như vậy rồi, và tất cả cái cuộc sống này nè, nó càng ngày nó có thể giúp cho mình đó, mỗi lúc đó, mỗi giải quyết công việc nó nhanh hơn, nó gọn hơn, nó hiệu quả hơn, nó đỡ tốn thì giờ hơn và an lạc hơn, cũng nhờ là mình có cái câu nói mình nói thế này: thất bại là cha mẹ của thành công. Tức là bao giờ mình cũng học những cái bài học để mình tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến qua. Thì bây giờ cũng với một cái khả năng mà học hỏi cái kinh nghiệm đó, thì chúng ta nên ứng dụng vào vấn đề tâm linh. Cho nên có một cái điều mà khi chúng ta đi vào trong cái đời sống của tâm á, chúng ta nhận ra vậy. Những cái khả năng làm việc của tâm, tức là những cái chức năng của tâm á, là chúng ta đều có. Nhưng mà chúng ta đi vào cái khuynh hướng thoái đọa hay là cái khuynh hướng tiến lên thì hai cái đó khác. Ví dụ như một cái người mà nó trộm cướp tinh vi thì cái đầu nó phải tính toán nhiều lắm. Làm thế nào cho nó hợp lý, làm thế nào hoàn hảo trong cái mưu mô của nó. Thì cái đó là mình phải tách ra hai vấn đề: một cái khả năng tính toán, một cái khả năng sắp đặt, một cái khả năng chu đáo vấn đề. Nó thuộc về năng lực, nó thuộc về tài năng. Còn khi người ta định hướng sai, nó thuộc về đạo đức, nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Cho nên đó, những cái năng lực này đó, do cái đời sống mà chúng ta luân hồi trong nhiều kiếp á, những cái bài học để sinh tồn chúng ta đã có hết. Nhưng mà chúng ta áp dụng những cái khả năng đó để mà chúng ta học những cái bài học về tâm linh và đưa sự tiến hóa về tâm linh, thì chúng ta ít có cơ hội để thực tập. Hoặc là khi mà đi vào trong cái lĩnh vực này đó thì chúng ta không có hiểu rõ, không có nắm rõ và không biết
phải làm cái cách nào để mình rút ra đây từ cái mẹ. Mình thấy chưa? Thì tất cả những cái này chúng ta phải nương vào giáo pháp. Giáo pháp để chúng ta hiểu cái cốt lõi về chân lý tâm linh. Và giáo pháp để chúng ta hiểu cái cốt lõi về thực hành để đạt được cái tâm lý về chân linh. Thì đạo Phật cung cấp cho chúng ta đủ về hai cái mặt này. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy như thế này thì chúng ta biết cái hoạt động về mặt cái tâm linh của chúng ta đó, những cái khuynh hướng đi, những cái hoạt động của nó. Thì như vậy cái trở lại cái phần mà cảnh pháp mà thuộc về cảnh nội đó, cái cảnh ngũ thuộc về quá khứ, rồi cái cảnh của tâm. Cảnh của tâm đi về quá khứ, cảnh của tâm ở hiện tại, cảnh của tâm ở tương lai, và cái cảnh của tâm trong liên tưởng để nó nối kết hiện tại, quá khứ và tương lai. Đó là những cái cách thức đi tới đi lui hoạt động của tâm. Chúng ta nhìn như thế đó để chúng ta biết là tâm chúng ta không đi ra khỏi cái chỗ này. Và trong cái cảnh ngũ này đó thì ôn lại khái quát như vậy thì chúng ta sẽ học cái phần cảnh ngũ này. Và sau đó thì chúng ta học cái phần thứ hai là nó thuộc về cái căn thứ sáu, tức là cái lộ ý, cái phần thứ sáu là nó thuộc về cảnh pháp. Thì chúng ta sẽ học cái phần này sau. Nhưng mà trong khi học như vậy rồi chúng ta đều có thể biết được cả hai những cái nét chính như vậy, để chúng ta hiểu rằng là không phải cảnh ngũ chỉ có cảnh ngũ mà thôi, mà nó thuộc về cảnh của tâm. Và giữa cái cảnh ngũ này, tức là giữa cái lộ ngũ này và giữa cái lộ ý này đó, thì sau khi chúng ta học phần lộ ngũ xong, học phần lộ ý xong, thì chúng ta thấy cái sự nối kết giữa cái lộ ngũ và lộ ý, để nó mới hình thành những cái hoạt động trong cái đời sống chúng ta là sáu căn luôn luôn làm việc. Khi chúng ta học chúng ta tách ra năm căn, chúng ta tách ra cái căn ấy. Năm căn thuộc về lộ ngũ môn, một căn thuộc về lộ ý môn. Hai cái nó có cách thức hoạt động khác, và đồng thời hai cái nó có hợp tác với nhau. Và những cái hoạt động vậy nó hình thành cái đời sống của nội tâm. Và khi những cái hoạt động của tâm như thế này, nó phải nằm trên thân, và nó sẽ sử dụng sắc thần kinh. Thì cả hai phối hợp lại, nó tạo thành cái đời sống của chúng ta. Chúng ta đi cái từng phần như thế. Thì lần trước chúng ta đã có nói về cái khái niệm thuộc về lộ ngũ. Hôm nay chúng ta sang tới cái phần thứ hai, đó là cái phần cảnh và tâm. Bây giờ trước nhất thì chúng ta nói về phần cảnh. Thì chúng ta biết cảnh của lộ ngũ là đây. Đây là cảnh này. Cảnh của lộ ngũ thì chúng ta sẽ có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Đây cũng chỉ là những cái phần chúng ta ôn lại nữa mà thôi, để chúng ta thuộc nằm lòng thôi. Thì trong mấy cái này thì sắc cảnh sắc, thân, khí, vị thì quý vị biết hết rồi. Riêng cái cảnh xúc này đó thì trong tứ đại nó hiện ra ba. Hiện ra ba đại. Sắc cảnh xúc đầu tiên khi người ta tiếp xúc á, nó là cứng hay mềm. Đó là địa đại. Cái thứ hai nữa là nó lạnh hay nóng, tức là quả đại thuộc về nhiệt độ. Và cái thứ ba nữa là nó là chuyển động, tức là phong đại. Đó, sắc cảnh xúc nó tiếp xúc như thế. Ba cái. Tại sao tứ đại đi một chùm với nhau, nó cùng một lượt như thế này? Tứ đại khi xuất hiện thì không có cái nào trước, không có nào sau. Khi nó biến mất cũng cùng lúc. Vậy tại sao mình nói xúc á, là mình chỉ nói có ba mà không nói đầy đủ không? Thì xin trả lời là cái phần thủy đại này đó rất khó nhận. Này chỉ dành cho những cái bậc mà đắc thầm thông, cái năng lượng
mà thuộc về cái thấy của tâm, tức là cái tuệ trí phải cực kỳ là tinh vi sắc sảo mới thấy được. Còn trong khi chúng ta luyện tập, chúng ta khó mà thấy được. Nhưng chúng ta có thể biết, chúng ta có thể biết được. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, là nơi cái cơ thể của mình đó, mà thủy đại này đó thuộc cái gì đó, thuộc về chất lỏng, nó thuộc về cái sự dính lại. Thì như vậy này, khi mà chúng ta bệnh đó, cái nước miếng nó khô lại, nó không có tiết rồi, thì chúng ta biết được rồi, đúng không? Nước miếng luôn luôn là nó phải thấm đẫm nơi cái vùng miệng của chúng ta thì chúng ta mới có thể ăn được, có thể uống được, có thể nói được. Nhưng mà khi nó khô hết cả cái vùng đó thì chúng ta khó mà hoạt động được, thì chúng ta biết chứ, đúng không? Chúng ta thấy nơi này nó không có cái chất lỏng, và cái dính lại nó nằm ở cái chỗ này. Bình thường là chúng ta không thấy dính lại, nhưng mà khi có hiện tượng xảy ra thì chúng ta biết nó không có dính lại. Cái lúc mình làm mệt quá, mình nói trời nó mệt đến độ mà rã rời hết châu thân của mình, thấy như tất cả là nó chia lìa hết, thiếu tư tư dính lại. Thành ra chúng ta có thể biết được nói, chúng ta phải không biết, nhưng mà về cái vi tế đó, không có thể thấy được như vậy. Đi rõ này chứ. Cho nên cái cảnh xúc này á, nó là phải xúc với tứ đại, chứ không phải tam đại. Nhưng mà khi trình bày đó ra thì chúng ta chỉ nói trong cái tam đại, vì lý do rằng nó quá vi tế, không có thể tiếp xúc được. Bây giờ cảnh á, thì chúng ta sẽ phân cái cảnh theo ra làm hai cái loại lớn. Hai cái loại lớn là chúng ta tùy theo cái cảnh này đó, khi mà nó cảnh này, khi nó xuất hiện này thì nó làm cho những cái phần mà thuộc về căn môn của chúng ta đó, khi tiếp xúc nó có dễ dàng hay không dễ dàng, là chúng ta sẽ phân ra một loại. Chúng ta sẽ thấy là tiếp xúc dễ hay khó. Hay khó. Thì chúng ta sẽ phân ra một cái loại thứ nhất đó, là nó thuộc về cảnh lớn hay cảnh nhỏ. Tức là cảnh lớn nhỏ. Cảnh lớn thì nó in hình trong các cái môn á, nó in hình ra dễ nhận biết. Còn nó nhỏ quá thì khó nhận biết. Như vậy cảnh lớn này chúng ta sẽ chia ra làm bốn loại. Cảnh lớn thì thứ nhất á, là chúng ta có cảnh rất lớn. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ có cảnh lớn. Đó là một cái cặp. Bây giờ cái thứ ba, chúng ta có cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Hai cái cặp này khi nó hiện lên á, thì cái cảnh rất lớn và cảnh lớn á, khi nó đi vào trong cái các cái môn đó, thì nó làm cho đó cả một cái hệ thống nó hoạt động dễ dàng. Ví dụ như một cái cảnh lớn, rất lớn xuất hiện thì nó đập vào trong cái phần nhãn môn, thì nó chiếu vào trong nhãn môn in hình rất rõ, thì những cái hoạt động thuộc về cái lộ ngũ này, lộ ngũ mà nó có 17 cái sát na bình nhật của nó đó, thì nó sẽ dễ phát sanh hơn. Còn cái cảnh lớn mà tiếp theo đó, thì cái lộ ngũ của nó phát sanh, nó có thể 15 sát na, 15 sát na nó phát sanh được. Còn những cái cảnh nhỏ hoặc là rất nhỏ ở đây đó, thì cảnh nhỏ này đó, nó có thể tới cái chỗ này, tới phân đoán rồi là nó rớt.
tự phân đoán mà thôi. Còn cái cảnh nhỏ này đó, rồi nó tới cái hộ kiếp vừa qua mà thôi, là nó hết rồi. Nó không đủ sức để nó cắt đứt cái dòng hộ kiếp chủ, để cho cái tâm khách nó khởi lên, nó không đủ sức. Cái hộ kiếp vừa qua, đang đi tới đây, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua, nó không đến nổi với hộ kiếp rúng động và dứt dật. Cho nên là nó không cắt được cái hộ dòng hộ kiếp, tức là dòng tâm chủ, không cắt được. Thì những cái tâm khách này không thể khởi lên. Do đó thì khi mà một cái cảnh, mà một cái cảnh lớn, thì những cái cảnh lớn này nó mới tạo nên được cái dòng lộ ngũ. Còn những cái cảnh nhỏ thì nó sẽ rớt dọc được. Thì nó tới đây nữa. Thì có khi người ta phải nhìn lại. Ví dụ chẳng hạn như mình muốn tìm, mình nhìn cái hình đó, mình thấy không biết là cái cổ nó cái vẽ cái gì mà ở dưới cái cổ vẽ lên cái bệt bệt đó, không biết cái gì chẳng hạn. Thì lúc mình nhìn tới đó là thôi không biết gì nữa, nhưng mình đi tới mình tiếp cận thì cảnh càng lúc càng rõ ra, tức là cảnh càng lúc càng lớn lên thì mình xác định được. Mình hiểu cái này không? Nên nó tới cái phân đoán rồi nó phải trở lại, nó xem kỹ hơn nữa cuối cùng, cho đến lúc mà cái cảnh nó rất rõ, hoặc là cái cảnh nó rõ, cảnh nó lớn lên này. Thì cô đây không dùng cái chữ rõ, bởi vì mình sẽ đi vào lộ ý, mình dùng cái từ khác. Đại khái nó cũng vậy thôi, mà cách mình dùng từ khác để mình phân biệt. Thì đó là cái cách thứ nhất khi mà phân cảnh đó, thuộc về cảnh lớn, cảnh nhỏ, là khi mà tiếp xúc đó, mình dễ tiếp nhận hay khó tiếp nhận, và để cho nó tạo nên một cái dòng tâm lộ mà nó 17 sát na, 15 sát na, hay là tới phân đoán, hay là tới hồi kiếp vừa qua, nó bắt buộc nó không còn. Thì đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai á, là chúng ta phân biệt cái cảnh theo cảnh tốt và cảnh xấu. Đây có nghĩa là phân biệt theo tính chất của nó, là cảnh tốt và cảnh xấu. Cái chữ cảnh tốt này nè, nó cũng thuộc về năm cái cảnh này. Năm cái cảnh thì chúng ta nói đây là cảnh tốt hay là cảnh xấu. Cảnh tốt, cảnh xấu thì chúng ta chia làm hai. Cái thứ nhất là cái hiện cảnh mà nó đang hiện ra đó, mà bản thân nó tốt hay xấu. Cái thứ hai nữa là cái hiện cảnh nó đang diễn ra, nó là quả tốt hay xấu với cái chúng sinh đó. Thì hiểu được. Các cái cảnh này đó, tự nó là có tốt xấu. Nhưng mà khi mà nó hiện ra đó, để cho đó cái chúng sinh mà có các cái căn này khi tiếp nhận của nó đó, thì nếu nó là quả thiện thì cảnh tốt đối với chúng sinh. Nếu mà nó là quả bất thiện thì cảnh xấu với chúng sinh. Chúng ta phân biệt hai cái. Cái này rồi chúng ta sẽ còn lặp lại ở cái phía sau dưới một cái dạng khác. Bây giờ khi mà hiểu tổng quát thì sư cô nói tổng quát thế này. Là thí dụ như bây giờ một cái căn nhà đẹp, rộng rãi, đầy đủ, tiện nghi, thì tự bản thân nó là cảnh tốt. Đúng vậy không? Đúng chưa? Còn một cái căn nhà lá đơn sơ, đồ đạc dùng cũng rất là giản dị, rất là đơn sơ, nhìn vô so hai cái nhà thì cái cảnh tốt và cái cảnh không tốt thấy rất rõ ràng, đúng vậy không? Thì nó chính xác là như vậy. Nhưng mà khi một cái người ta tiếp nhận cái đó, một người đã phát cho cái nhà tốt, người phát cho cái nhà lá như vậy, thì có người đó là họ chọn ngay cái căn nhà đó. Có người họ chọn ngay căn nhà này.
Bởi vì khi mà người ta được chọn một cái căn nhà tốt hơn đó, mà người ta thiếu cái phước đó, người ta sẽ cảm thấy cực kỳ lạc lõng, ta sử dụng không được, ta lúng túng. Ví dụ như một mình nói cái phước đó. Ví dụ một cái người rất là tốt ở cái quê làng, đàng hoàng tử tế, bậc thước tốt đẹp. Bây giờ tự nhiên đùng một lúc cái có một cái phước gì đó mà cái người này được đưa vào trong cung vua chẳng hạn, thì vô trong đó là thấy là nó không cứ có hoài, mà không biết phải làm gì, ngồi cũng không dám ngồi, bởi vì nó quá sang trọng. Cái người ta mang thức ăn ra đó, mình cũng không biết phải ăn như thế nào, đĩa vàng đĩa bạc, muỗng vàng muỗng bạc, ăn rồi khăn khiếu đủ có mọi thủ tục, không biết cái nào đó. Khi ăn xong rồi đó, người ta bưng nước lại để cho rửa tay, mình tưởng bưng nước lại uống, cho nên nước rửa tay bưng lên uống, không biết mà. Và bắt người ta phải sống trong cái cảnh đó, thì người ta nói thôi, tôi chỉ tới chơi cho biết thôi, còn tôi về cái nhà lá của tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Thì thấy rõ cái này chưa? Tùy theo cái phước của mình mà những cái cảnh này đó là cảnh tốt hay là cảnh không tốt, nó cũng phải tùy cái phước của mình. Thành ra khi mà nói về cảnh mà nó thuộc về loại cảnh tốt hay cảnh xấu đó, thì nó mang tính chất tương đối. Tại vì bản thân nó là cảnh tốt, nhưng với mình nó không tốt. Trắng như bông mà lòng anh không muốn, đen như cục than hầm mà anh chuộng anh thương. Thấy rõ chưa? Nó phải tùy trong cái lòng của người ta, nó có thích ứng hay không. Nếu thích ứng được là cảnh tốt, không thích ứng được là cảnh không tốt. Bây giờ thí dụ như mình ở Việt Nam mình quen ăn mặc như thế này, bây giờ quý vị đi ra nước ngoài, tất cả những cái người nữ chẳng hạn, bây giờ ở trong cái khu vực đó là tới chuyện mặc quái thôi. Vì mình mặc là lúc đầu thấy cũng đẹp, thấy cũng vui đó, nhưng mà đi ra đi vô trong bếp rồi làm đủ cái mọi chuyện thì thấy sao nó phiền phức quá, quý vị thấy không? Rồi mình cũng trở lại với cái bộ đồ đơn sơ của mình cảm thấy nó dễ chịu hơn, nó thích hợp hơn, rồi mình hài lòng hơn. Rồi chúng ta sẽ thấy những cái đó, khi cái tâm của mình nó thích ứng cái gì, nó thuộc về cái phước của mình. Quý vị lập gia đình, quý vị thích ứng trong số bạn bè quý vị thích ứng một người thôi, thì cái đó là duyên nghiệp của mình, thấy hài lòng. Nếu đến lúc nào đó thì nó ngẩn ngãn như cái kèo Long Đinh, lúc đó có nghĩa là duyên nghiệp nó đã hết rồi. Sao thấy nó thấy hồi trước dễ thương, bây giờ thấy cũng đâu có gì đó, thường thôi. Thấy hồi trước sao rời ra không được, còn thấy sao ra giờ rời ra cái thấy nó khỏe quá, không còn nặng nề nữa. Hồi trước buông ra không được, bây giờ thì quá dễ dàng, cái duyên nó hết rồi. Thành ra cái tưởng ở trong tâm của mình á, không còn bám vào nữa. Hoạt động của tưởng là ghê gớm, bởi vì cái tưởng á, nó chứa đựng tất cả những cái quá khứ ở đây. Và khi nó thích ứng với một cái gì đó đừng xảy ra thì nó bám vào. Đến lúc từ từ giống như hai cái miếng giấy mà nó dán keo lại đó, bây giờ từ từ với thời gian đó, nó có lỏng lẻo rồi. Cái tưởng này nó cũng đã có bồi đắp thêm rồi, nó cũng đã biến đổi rồi, thì nó phải thay đổi thôi, không thể nào khác được. Cho nên là cảnh có tính chất tương đối, tốt hay xấu có tính chất tương đối, không hoàn toàn có tính chất tuyệt đối. Một là tự nó tốt xấu, hai là do cái người tiếp nhận của nó tốt hay là xấu. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần cái cảnh và cái tính chất của cảnh này đây đó, thì cái tính chất của cảnh này nó sẽ tùy thuộc vào năm cái yếu tố.
năm yếu tố hoặc là năm điều kiện. Cái thứ nhất là nó tùy theo hạng người. Khi mà một cái cảnh mà nó xuất hiện á, mình nói chung cảnh khi nó xuất hiện đối với một cái bậc mà đã đắc đạo và quả đây, một cái vị thánh, một cái vị Phật, thì những cái vị đó, cái tâm của người ta đó, nó không có bị những cái cảnh này chi phối. Cái tâm người ta không bị những cái cảnh này lôi cuốn, tâm của người ta không bị cảnh này tác động. Tại sao? Tại vì tất cả những cảnh này xuất hiện đó, thì tâm của các bậc thánh và A-la-hán đó, nhìn nó bằng con mắt của tuệ trí. Tức là bao giờ cũng như vậy, thì các cái vị này đó thiện trí phát sinh. Thiện trí mà cái trí này đó nó thuộc về cái trí tuệ mà nó gọi là giác trí. Đó là trí tuệ của bậc giác ngộ. Khi nó nhìn những cái cảnh này thì người ta thấy được cái pháp chân đế của nó. Cảnh nó xuất hiện, thấy tục đế như thế nào, thấy chân đế như thế nào, thì cái giác trí này không còn nhầm lẫn nữa, cho nên là không có bị cảnh lay động trong tâm. Đó là bốn bậc thuộc về thánh đạo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và bốn bậc thuộc về thánh quả. Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Là đây là những cái bậc mà đứng trước cảnh đó không còn bị cảnh làm cho dao động nữa. Còn lại đó là bốn cái hạng phàm phu. Phàm phu này đó nó chia ra làm hai. Một bậc mà cái nó gọi là những cái bậc phàm phu mà thuộc về cái bậc có trí, có sự hiểu biết sâu sắc. Và cái bậc phàm phu mà thuộc về phàm tình. Ta chia nữa đó, thì cái phàm tình nó cũng sẽ nè, chia ra làm hai cái phần. Cái phần mà bậc phàm tình này thuộc về con người. Người mà nửa lạc, nửa khổ. Còn nữa là cái bậc phàm tình thuộc về người khổ. Phàm tình mà thuộc về người khổ nó nằm đây. Súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Đó là phàm tình của bốn cõi khổ. Xin nói lại là cái phàm tình mà nó thuộc về cái hạng người nửa khổ nửa lạc. Và cái phàm tình nó thuộc về bốn người khổ. Đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Rồi bây giờ là về cái tâm của các bậc mà đắc đạo quả thì chúng ta sẽ học sau. Hôm nay là chúng ta nói về cái những cái người mà thuộc về phàm tình. Phàm tình là thuộc về con người. Hồi nãy đó là bốn cái hạng người khổ, sư cô có nói qua rồi. Nói qua đó là bốn hạng người khổ đó, nhìn cái sự việc hay là tiếp nhận cái hiện tại đó, là tiếp nhận trong cái tâm quá khứ của mình rất là nặng nề. Còn cái chúng sinh là con người mà nửa lạc nửa khổ á, thì chúng ta sẽ thấy nó chia ra như thế này. Nó chia ra đó
là cái hạng người, cái hạng người mà sinh ra bằng cái tâm quả đó, lì trí, tâm quả lì trí, và hạng người sinh ra bằng tâm quả hợp trí, bốn tâm quả lì trí và bốn tâm quả hợp trí. Thì những người mà sinh ra bằng cái tâm quả hợp trí đó, thì đó là người tam nhân, người tam nhân. Người tam nhân, người tam nhân là người có ba cái nhân thiện nổi trội, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Vô tham, vô sân và có nhân trí tuệ. Thì những người này là chúng ta xếp vào, hồi nãy chúng ta xếp vào, đó là những cái bậc mà người ta đứng trước một cái cảnh đó, thì người ta có thể đó là nhận biết tốt, cái sự nhập lẫn nó ít. Những người này đó là cái tâm người ta ít chao đảo, ít bị cái cảnh ở bên ngoài nó tấn công, nó xâm chiếm. Ví dụ như một người biết được cái chuyện mà mình uống rượu, mình sắc dục nhiều quá, nó sẽ đem đến cái gì chẳng hạn, cái tác hại đó. Thì bây giờ đó, rượu có ngon cách mấy cũng không có quyến rũ người ta có thể mềm mồi. Bây giờ sắc dục cách mấy cũng không có thể nhận chìm người ta trong cái sự đắm đuối đó. Thì đó là những cái người, người ta có cái trí tuệ tâm linh để người ta có thể nhận biết được cái điều đó. Còn có một cái hạng người thứ hai, nó gọi là cái hạng người nhị nhân. Thì người này sinh ra với bốn quả thiện. Bốn quả thiện. Còn tam nhân á là bốn thiện trí, bốn quả thiện trí. Người nhị nhân sinh ra là bốn quả thiện mà thôi. Còn tới đây, này là phần ôn lại thôi. Còn cái người mà sinh ra là cái người lạc vô nhân, sinh ra bằng tâm quán sát, họ xả quả thiện vô nhân, thì gọi là người lạc vô nhân. Thì cái người này cũng là cái trí thấp hơn cái người nhị nhân. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đây, cái người nhị nhân á, thì khi mà họ sinh ra đó, thì cái họ có cái tâm thiện hữu nhân. Còn cái người lạc vô nhân á, họ sinh ra bằng cái tâm thiện vô nhân. Khi mà chúng ta làm một cái việc thiện mà có đầy đủ tâm tư, tư thiền, tư tiền, tư hiện và tư hậu, thì chúng ta sẽ được trổ 8 cái tâm quả hữu nhân và 8 tâm quả vô nhân. Khi một trong tâm tư thiếu đi thì nó sẽ sinh ra chỉ có các cái tâm vô nhân này mà thôi. Khi mà trong tâm tư đó có hai cái tư nó thiếu thì nó chỉ sinh ra chỉ có 4 cái tâm vô nhân thôi. Vì vậy cái người sinh ra bằng tâm vô nhân là người lạc vô nhân, thì cái thiện nó yếu hơn cái người nhị nhân. Một cái hạng người nữa là cái hạng người mà sinh ra trong 4 cái cảnh khổ đó, thì họ sinh ra bằng cái tâm quán sát, họ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó hình thành nơi 4 hạng người, đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì đó là cái người mà sanh ra bằng cái tâm quả bất thiện, nằm trong 4 cảnh khổ. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng những người mà sanh ra trong 4 cảnh khổ bằng cái tâm quán sát, họ xả quả bất thiện này, thì cảnh của họ là cảnh xấu. Bởi vì cảnh của họ là những cái quả thuộc về ác nghiệp. Cho nên hầu hết những cái cảnh xuất hiện của họ, nơi họ là cảnh xấu. Đây là câu chuyện mà sư cô kể rồi, hôm nay chỉ là lặp lại thôi. Bởi vì nó lặp lại 2 lần. Một lần với lại Đức Thế Tôn, một lần những ngày Ca Diếp. Thì khi Đức Thế Tôn bưng cái bình bát đi phật thực, thì một đám quỷ đói nó tới, nó đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nó nói là: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn từ bi cho con một miếng nước để uống, bây giờ con khát quá. Thì Đức Thế Tôn nói này: trước mắt ta là một cái dòng sông rất lớn,
tại sao không đến đó để mà uống nước? Thì bầy quỷ đó mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, với ngài là nước, nhưng mà với chúng con đó, khi chúng con vốc lên đó, thì nó đầy máu. Có những cái loại quỷ đó, khi vốc cái nước nó đưa vô miệng thì nó quá thành lửa, cho nên chúng con không có uống được, chúng con khát triền miên luôn. Bây giờ chỉ có khi Đức Thế Tôn nó cho con một miếng nước thì chúng con mới uống được. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói là hãy đến dòng sông đó uống. Thì khi Đức Phật nói như vậy thì cái phước báo của Đức Phật là ban cái nước này cho cái bầy quỷ thì nó đến đó nó uống được. Còn ngài Ca Diếp thì ngài xớt cái nước của ngài ra, ngài cho một cái quỷ khổ đó thì quỷ khổ đó nó uống được. Còn Đức Phật thì nói cứ đến uống đi thì nó uống được. Như vậy cái cảnh mà chúng ta nhìn thấy là nước sông rõ ràng, nước có thể uống được rõ ràng, nhưng với cái bầy quỷ này không uống được. Quý vị nhớ lại cái câu chuyện rằm tháng 7 đó, là khi cái người mẹ của một truyền liên mà trong cái truyền thuyết của Phật giáo Đại Thừa đó, thì khi dùng cái thần thông á làm thành cái chén cơm để cho mẹ ăn, thì cái quỷ đói này đó khi bốc cái cơm á đưa vào miệng đó thì nó trở thành lửa, nó không còn là cơm. Thành ra cái cảnh thực của nó là cơm, nhưng mà khi đưa vào sử dụng nó thành lửa. Thì thấy cái cảnh nó biến đổi, nó biến đổi tùy theo cái phước báu. Cho nên là những cái chúng sinh sinh ra với tâm quán sát, họ xả bất quả bất thiện thì phải rơi vào cảnh khổ, tại vì nó không hưởng được gì cả. Mình hiểu cái này để mình hiểu là tại sao mình sinh được làm người đây, làm người đây nửa lạc nửa khổ đây, mình có cái khuynh hướng đi lên được không, đi lên tại sao đi xuống. Cái dại khờ của mình á, khi mình nối kết với một cái người trong quá khứ, người đó là cha mẹ, người đó là anh em, người đó là bạn bè, người đó là chồng, là vợ, người đó là con, là cái, và chúng ta nối kết với những cái phước báu còn rơi rớt ở trong tiền kiếp, là nhà cửa, cái ăn, cái mặc, cái xe, cái cổ, tất cả những đồ chúng ta sử dụng là chúng ta nối kết mà, nối kết cái phước báu đó. Vậy tại sao chúng ta bám chặt vào trong đó để mà buồn, để mà khổ, để mà than, để mà thở, rồi cuối cùng khi thân hoại mạng chúng rồi thì nó phải đi luôn vào trong cảnh khổ này. Mình ý thức ra đi, chứ đụng cái gì cũng buồn, đụng cái gì cũng tiếc, đụng cái gì cũng nhớ, đụng cái gì cũng than thở, đụng cái gì cũng rền rĩ, đụng cái gì đó nó cũng bám chặt lấy. Mặc dầu đau khổ như thế mà vẫn uống cái đau khổ đó, cũng như là quỷ đói mà nó uống lấy cái axit vậy đó. Khát quá không có cái gì uống thì axit cũng phải uống, uống rồi đốt cháy tiêu rụi hết, tan rã hết rồi đó, hóa sanh lại làm quỷ lại uống nước đó. Cho nên quý vị thấy không, cái khổ trong địa ngục đó, khi người ta nấu một cái vạc dầu sôi thì cái ác nghiệp đó làm cho những cái người trong địa ngục này nè phải nhảy vô cái vạc dầu sôi, không còn cách nào khác hơn. Tại vì mình tự thiêu mà, tại vì mình tự treo cổ chết mà, tại mình tự nhảy xuống sông chết mà, tại mình uống thuốc chết mà, tại mình cắt mạch máu mình chết, tại mình bắn vào đầu mình chết mà, tại mình nhảy vào mà. Thì giờ nhảy vô cái vạc dầu sôi đó, rồi nó thiêu đốt hết toàn bộ, rồi lại hóa sanh lại, rồi nó lại thiêu đốt. Là phạm cái giới về khẩu nghiệp á. Khi mà cái cảnh địa ngục ta hiện ra, ta nói là quỷ nó kéo lưỡi ra, rồi dùng cái lưỡi cưa cưa qua cưa lại, rồi nó truyền miên như vậy. Bởi vì khi chúng ta nói láo một giây đồng hồ, những cái tâm nó sinh trưởng ra sao, mình cứ thấy nó kéo quả, quả không dứt. Có những người đó tập tành cái nói láo cho đến nỗi nói láo y như thật. Và cái đời sống của người đó khi nói ra một lời nói không phải nói láo thì không phải là người đó, không có nói láo không phải người đó. Thì cái hiện bày cho cái cảnh sống người ta là phải như thế thôi, đi bằng tâm mà. Tâm mình như thế nào sẽ ở trong cảnh giới đó. Vậy thấy cái cảnh chưa? Cảnh nó phải tương ưng với tâm. Như vậy tại sao mình còn sống trên thế gian này? Mình sống trong một cái hiện tại,
Nó đứng đây đây. Cái hiện tại có thể là một sát na, hiện tại có thể là một kiếp người của chúng ta. Thì tại sao không có sống những cái điều tốt đẹp nhất? Tại sao cứ đem cái quá khứ về để mà mua não chuốc phiền? Để khi trong hiện tại có cái gì cũng ngã về trong cái quá khứ để làm tăng trưởng những nỗi phiền muộn của mình lên. Và coi đó là bình thường. Vậy thì khi rơi vào trong cảnh khổ nè, khi đọa đài trong bao nhiêu ngàn kiếp cũng bình thường, cho đến khi thấy rõ không phải bình thường mà là sai rồi mới siêu thoát. Nhưng chưa chắc đã được siêu sanh làm người. Bởi vì từ địa ngục có thể siêu thoát lên thành ra quỷ khổ. Địa ngục có những tầng cấp của địa ngục, nó là những tầng cấp trong tâm thức mà chúng ta đã làm cho cường độ của những cái pháp bất thiện này nè, nó đậm hay nó nhạt, nó mạnh hay yếu do mình, nó hiển bày trong thân mình. Mình hỏi khi thân hoại mạng chung rồi mình đi về đâu? Mỗi người có thể bắt cái cân lên để thấy tâm mình đi về đâu, nó sẽ về đâu. Hỏi cần phải hỏi ha. Mình hỏi cái chính mình, mình hỏi cái nội tâm của mình đã diễn ra như thế nào. Mình cứ lấy cái cân, mình cân đi, mình cứ tính đó, cái số lần của nó đi. Nó nghiêng về đâu, nó ngã về đâu, nó trụ ở chỗ nào, thì chúng ta sẽ biết con đường được. Vì vậy chúng ta thấy là nó tùy theo cái hạng người. Thì như vậy là cái người mà phàm tình, thuộc về phàm tình, thuộc về phàm phu đây đó, thì bị cái ngoại cảnh chi phối, bị cuốn hút theo cái ngoại cảnh. Và cái người nô lệ là cái người bị ngoại cảnh úp chụp lên, quyến rũ. Và có một cái điều thứ hai nữa là những cái người phàm phu đó, từ trong cái dòng nghiệp quá khứ, một cái trạng thái tâm này, nó sẽ phủ trùm lên trần. Và có hai cái nha. Cái thứ nhất, cái này nó quyến rũ cái tâm, nó phủ trùm lên cái tâm. Cái thứ hai là cái tâm này nè, cái dòng nghiệp trong tâm này nó phủ trùm lên này. Cho nên á, là Nguyễn Du có nói cái này: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình thấy chưa? Là do cái tâm của mình nó úp lên cái cảnh đó. Giờ trước khi nghỉ giải lao, cho quý vị thấy tâm phạm phu chút xíu. Có một cái bài thơ ngắn nói về cái người phàm phu. Người phàm viết ra để cho quý vị thấy. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Miêu tả về cái tâm phàm phu: vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Vẽ một bức tranh tức là thể hiện cái tâm của mình ra. Vẽ tranh là thể hiện cái tâm, thể hiện cái dòng suy nghĩ của mình ra. Chỉ thấy bóng mình, chỉ thấy cái ngã, chỉ thấy cái tôi của mình. Không thấy gì,
Và khi mà chúng ta thể hiện những gì chúng ta có, chúng ta thể hiện cái tôi, thể hiện cái ngã, có nghĩa là chúng ta thể hiện một cái pháp bất thiện là ngã mạn đây. Có nhiều hình thức khác nhau. Như vậy chỉ thấy pháp bất thiện mà thôi. Cái ngã, dẫu nó có đánh bóng tô son cách gì đi nữa thì cũng chỉ là cái ngã. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Người phàm phu là luôn luôn muốn thể hiện cái ngã của mình, muốn thể hiện cái tôi của mình, muốn thể hiện cái cá nhân của mình. Tại sao vậy? Vì muốn người khác chấp nhận và khẳng định. Và cái cô đơn, cái bơ vơ, cái trống trải, cái mà người ta cảm thấy khó chịu đựng được là khi không được người khác chấp nhận. Người ta chỉ thể vững chãi được, chỉ có thể tự tin được khi người ta xác định một chỗ đứng trong cái mối quan hệ này. Đó là cái đời sống thế gian trong cái mối ràng buộc nó như thế. Thậm chí quý vị thấy không? Ở chung với con cũng được, ở chung cha mẹ cũng được, ở chung chồng vợ cũng được, mà ngậm đắng nuốt cay không dám tách ra. Bởi vì không muốn người ta lên tiếng khen chê về mình. Để thấy bị cột chặt vào trong dư luận. Thậm chí cái ngã mạn người ta, để người ta đi vào đám đông mà người ta nói người ta đã từng ăn cái gì. Cái ăn nó cũng nằm trong cái ngã. Cái ăn nó cũng nằm trong cái đẳng cấp. Chứ người ta không thấy cái ăn chỉ là để cho có sức khỏe cho cơ thể thôi. Người ta không chấp nhận cái điều đó. Và cái ăn nó phải có cái ngã, nó phải có cái đẳng cấp ở trong đó. Cái mặt nó cũng phải có cái đẳng cấp ở trong đó. Cái ở nó cũng phải có đẳng cấp trong đó. Cái sử dụng đồ vật nó cũng có đẳng cấp trong đó. Mang đôi dép cũng có đẳng cấp, đôi dép cũng có đẳng cấp. Cái đồ kẹp trên cái tóc cũng có đẳng cấp. Vì thấy cái ngã chưa? Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Làm thơ là để thể hiện cái đẹp, cái tinh tế, cái tế nhị của nó, gọi là làm thơ. Nhưng mà thấy gì? Chỉ thấy phàm tình mênh mông. Phàm tình nó gồm có cái gì? Nó gồm có đó, cái từ ngữ mà chúng ta dễ thấy là nó là cái luyến ái, nó là cái tham dục, nó là cái sự sân hận, nó là sự khổ thôi. Và chỉ có như thế thôi. Và cái mênh mông này là cái si bất tận, cái vô minh bất tận của nó gọi là mênh mông. Làm thơ chỉ thấy phàm tình ở trong. Cái gì nào muốn biết, đi lên mấy cái xe công cộng đó ha, cứ yêu đương rồi đau khổ, yêu đương rồi chia ly, rồi khóc lóc, rồi rền rỉ. Đấy, đấy, nói đấy, nói đấy, nói đấy. À, cải lương, kịch, tiểu thuyết, chuyên dân, nó cũng nằm đấy. Tham vọng con người, rồi yêu đương, liên ái, của cải, tiền, bạc, che chát, rồi vui buồn, rồi kia nói, tất cả nằm đấy, đúng không? Cái gì đẹp nhất, cái gì tinh tế nhất, cái gì tế nhị nhất thì bây giờ nó cực kỳ phàm phu ở đây. Lộ diện rõ ràng rồi đó, còn gì nữa nữa. Đấy, cứ xem nữa. Xem để thấy rõ. Xem để biết rõ. Cái luyến kinh khủng lắm. Sư cô có ghi mà quên mất cái bài. Bài nguyên tắc của nó là một cái bài nhạc mà khi cái người nhạc sĩ mà hát hay nhất tại cái hồ đó thì có 14 cặp tình nhân nó nhảy xuống cái hồ đó tự giận. Thì như vậy chứ, thế không? Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Nên tại sao mà Đức Phật nói là khi mà chúng ta giữ tám giới thì chúng ta
tránh nghe cái đờn kèn hát sướng, rồi chúng ta tránh là cũng như là biểu diễn những cái đó, tức là tham gia vào nó, tránh đi bởi vì đó là phần. Cho nên khi mình đọc lại, mình xem xét lại, mình tham khảo lại, mình thấy những cái này. Bởi vì sư cô là rất là muốn đọc những cái tài liệu khi những cái người họ phạm pháp, những người họ tự tử chết chẳng hạn gì, mà họ nói bằng cái tiếng nói của họ, không phải bằng cái sự lọc lại của cái người khác khi viết ra, thì những cái đó nó sẽ thấy rồi, nó xuất phát từ cái gốc ở đâu, cái bệnh nó nằm ở đâu mới chữa được, nó nằm ở đó. Thành ra khi muốn tìm hiểu về đời thì đây là thơ văn đấy, là kịch, là nhạc đấy, là tất cả các cái loại nghệ thuật đó, nó hiển lộ ra đấy. Cái gì thuộc về nghệ thuật nó hiển lộ ra. Còn cái nghệ thuật tao nhã mà thuộc về cái hàng chư thiên đó thì ít có, hiếm có, và cũng có hiếm người thưởng thức được. Cho nên có người mới hỏi sư cô, tại sao nhạc mình nghe không được mà lúc chư thiên đó là tiếp đón Đức Thế Tôn thì chư thiên lại trỗi nhạc, tại sao trong chùa đó là mình dùng những cái nhạc khí, dùng trống, dùng chuông, dùng mõ, nó cũng là một cái loại nhạc khí, nhưng cái âm thanh đó quý vị khi nào quý vị nghe mà quý vị thấy những cái người Tây Tạng mà trong cái giờ người ta sinh hoạt, ví dụ như sư cô có đi dự Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng 11 ngày ở cái trường đại học Gelupa ở Nam Ấn đó, thì cái khi mà người ta trỗi cái nhạc lên trong cái giờ nghỉ, người ta trỗi cái nhạc lên thì có những người họ cầm cái ống tre lồ ồ lớn vậy nè, mà nó dài cũng khoảng hơn 2 thước, người ta thổi thì cái âm thanh nó tè tè tè, nó từ thấp thấp nhất không thể thấp hơn nữa, từ đó lên tới cao, người ta thổi cái đó rất là lạ. Mà cái Tây Tạng nó dùng cái âm nhạc, nhiều cái cách tu hành của những bậc khác là ta dùng cái âm nhạc. Bởi vì cái âm thanh là những cái tần số, nó nằm trong cái cơ địa của mình, nó nằm trong cái hoạt động về tâm linh của mình, thì khi mình bắt kịp được cái tần số nào đó thì nó sẽ kết lại trong cái tần số, nó có từ thấp lên tới cao. Thành ra những cái nhạc mà Đức Phật nói, những cái mà nó gọi là gì đó, nhạc thơ văn tất cả mọi thứ đó, là khi nào nó nằm trong cái phàm tình cấp thấp đó, thì nó sẽ làm nặng thêm cái phần quế nhiễm thuộc về tham sân si. Còn có những cái phần á thuộc về phần thanh khí nó đi lên. Nên các chùa đều có cái đại hồng chung, cái chuông thật là lớn. Khi mà cái người mà dùng cái chài lớn để mà đánh vào cái đại thần chung mà với một cái tâm sâu lắng của mình á, thì nó gọi là âm siêu dương thế. Vì khi tiếng chuông đó mà nó được đặt ở trên không mà nó đánh lớn ra như thế này đó, thì cái người âm khi họ nghe cái tiếng chuông đó thì cái phần đục của họ và cái phần tham sân si của họ lắng lại, cho nên là cái phần thiện và thiện trí của họ được phát sinh lên, nó được khởi lên, cho nên gọi là âm siêu. Cái gì chưa, hồi nãy sư cô có nói chữ siêu thoát và siêu sinh đó, là nó thoát ra được cái phần khổ đau trong cái tâm của nó để nó nhẹ nhàng được một chút. Và dương thới là cái người mà còn tại thế đây đó, thì những cái thuộc về bụi bặm của hồng trần nó lắng lại để cái phần tốt đẹp nhất, cái phần thiện và phần thiện trí trong sáng nhất nó được khởi sanh mạnh mẽ đó. Nó gọi là âm siêu dương thế. Chứ người ta không dùng những cái nhạc khí này nè để làm đậm cái tính chất lưu luyến và buồn đau của những chúng sinh này, thì đó là một cái thứ âm nhạc thuộc về phàm tình, thuộc về cấp thấp, thơ ca cũng như thế, chứ không phải là tất cả đều là phải tàn rồi hết. Rồi bây giờ có một cái chuyện nữa, khi nghe những cái bài nhạc đạo
thì có những cái bài phổ nhạc mà lấy cái âm nhạc của Thiên Chúa Giáo lồng cái từ của tiếng Việt vô, thì những cái này là những người sáng tác cho nó có cái bài vậy thôi, chứ nó không có nắm được cái kêu bằng cái mà đúng đắn của âm nhạc. Bởi vì cái đạo Thiên Chúa là nó hướng hướng về chư thiên, đang đi ra. Cái đạo Phật là nó hướng vô. Thành ra hai cái cách biểu lộ của nó không có đúng, mà lấy cái nhạc của Thiên Chúa Giáo lồng cái đạo Phật vô là nó gọi là nó tréo ngoe. Hoặc là lấy những cái bài nhạc tình cảm khác rồi sửa nốt, rồi sửa cái lời đưa vô. Thì tuy là nghe nhạc đạo mà không phải đạo nha, cái lời nó béo quan vậy thôi chứ nó không có phải là nhạc đạo. Cho nên là trong kinh cũng có nói là tránh đưa những cái lời kinh giảng của Đức Phật mà biến thành thơ, mà biến thành nhạc. Vì ai là cái người có khả năng biến thành thơ, mà ai là người có khả năng biến thành nhạc, chắc chắn người phạm phu không làm được. Cho nên rất khó, khó chứ. Rồi cho sư cô nói hai câu nữa, quý vị ra chứ. Viết văn đâu chỗ xuống dần. Viết cái câu văn phẩy lộn chấm lộn là nó sai ý nghĩa hết chứ. Đâu có đơn giản mà mình muốn chấm chỗ nào mình phết chỗ nào. Chấm phết cái là đổi nghĩa được. Nhưng bây giờ mà cái người mà viết văn đây nè là muốn hiển lộ cái suy nghĩ của mình, hiển lộ cái tư tưởng của mình, hiển lộ cái sự hiểu biết của mình, mà bây giờ nó lộn xộn, muốn tới thì tới, tới bao lâu cũng được, không biết chỗ ngắt, không biết chỗ dừng. Và con người ta cứ như thế mà đi theo cái sở thích của mình, đi theo cảm nghĩ của mình, đi theo cái đam mê của mình, mà không biết chỗ nào dừng lại, thì đó là con người cuồng si. Như vậy viết văn là để hiển lộ một cái đời sống nội tâm, một cái suy nghĩ, một cái sự hiểu biết, một cái cảm xúc của mình, mà bây giờ đó triền miên trong cái đam mê như vậy, trong cái tâm tối như vậy, không biết cái điểm nào là điểm dừng. Tất cả chúng ta đây đó, tu hay công tu khác nhau chỉ có chỗ là đam mê chúng ta có, cảm xúc chúng ta có, suy nghĩ chúng ta có, kiến thức chúng ta có, trình bày chúng ta có, nhưng chỗ nào là điểm dừng lại là chỗ khác nhau giữa người tu và người không tu. Ăn uống sử dụng đồ đạc tất cả đều giống nhau hết, khác nhau ở chỗ tới chỗ nào là điểm dừng lại, thì cái điều đó cực kỳ quan trọng. Đây là tri túc. Mà cái người này đi theo cái dòng của cái phóng vật và cái tâm si, cho nên nó mới gọi là phàm tịnh. Bởi vì có phóng vật có si thì tất cả những cái thuộc về cái tham dục và sân hận đều có mặt ở trong đó. Cái cuối cùng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Khi ta dịch kinh là cái phần thiện trí phát sinh. Nhưng mà dịch thì dịch mà cái lòng nó không yên. Mà dẫu có yên được một chút rồi đó, thì khi mà đọc lại thì không hiểu gì hết. Mà bởi vì đó tâm nó nghĩ cái chuyện khác. Kinh thì nó đọc lên như vậy nhưng mà nó nghĩ khác thì giật mình đó. Ủa sao nãy giờ mình đọc kinh mà mình nghĩ cái gì vậy đấy chứ. Cho nên là nó bất ổn, nó lộn xộn, nó không còn là cái dấu vết của một cái đời sống nội tâm sâu lắng và tinh khiết, thì mới có thể là gọi là sống trong cái kinh này. Hoặc là kinh đó đang hiện diện trong cái đời sống nội tâm của mình có thể tắm mình trong cái dòng sông của kinh điển được. Cái này không, đây là phàm phu, tâm bất ổn, luôn luôn nó chạy theo cái con lắc giữa tham và sân mà thôi. Tâm tối đó không thấy được, thì đó là hình ảnh của cái phàm phu trong mỗi chúng ta. Như nhiều lần đó là sư cô có nói rằng là ngay tất cả các cái căn bình trong đó có cái hệ thần kinh, nó đều là quả của tục sinh cả. Và bây giờ đây
tất cả những cái cảnh mà khi mà nó có một cái sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc để mà nó phát sinh ra cái quả thức này, phát sinh ra thức quả này, thì tất cả những cái cảnh này đều là quả của căn cả. Thì thấy rõ chưa? Và như vậy thì cái hoạt động của nó hiện ra trong cái dòng mà nó gọi là cái dòng tâm thức, gọi là bình nhật đây. Thì cái này như hồi nãy sư cô nói là khi cái cảnh nó là cảnh lớn hoặc là cảnh rất lớn thì nó sẽ phát sinh đủ, nhất là cảnh rất lớn đây, nó phát sinh đủ 17 sát na bình nhật của nó. Thì bây giờ đó, trong cái phần này đó thì có nói rằng là cái tất cả những cái cảnh này nè, nó phải tùy thuộc vào cái tâm quả, nó tiếp nhận bằng cái tâm quả gì. Thì như chúng ta thấy đó, tất cả những cái dòng hậu kiếm này khi nó cắt đứt đây, như vậy ba cái dòng hậu kiếm mà tính từ cái hậu kiếm dứt dòng trở về trước đây đó, thì tất cả những cái hậu kiếp đều thuộc về cái tâm tục sinh, có nghĩa là tâm quả tục sinh, nó thuộc về quá khứ. Khi mà tới đây cái kháng ngũ môn này đó, nó thuộc về duy tác. Thì sư cô lặp lại cái duy tác, nghĩa là ở trong một cái điều kiện cho phép nào đó thì nó tự động nó hoạt động. Nghĩa là khi con mắt của mình á không có bị hư, không có bị khuyết, không có cái thần kinh nó tốt, thì đương nhiên hễ cái gì hiện ra là mắt đều thấy hết. Cũng như một người mà bước chân vô cái cửa siêu thị thì tới khoảng cách một thước thì cái cửa đó tự động mở ra. Cái tự động mở ra đó nó là cái duy tác. Thì cái kháng ngũ môn này là con mắt mình nó tự động nó mở ra để nó tiếp nhận vào, thì nó gọi là duy tác. Tức là cái hành động này không có tạo nghiệp, nó gọi cái đó là duy tác. Thì cái này chúng ta thấy duy tác thì không có tạo nghiệp cho nên không bàn tới. Bây giờ đây, lần trước sư cô đã có giảng rồi đó, cái phân đoán này cũng là duy tác luôn, duy tác rồi. Thì còn ba cái này lại đó, nó thuộc về tâm quả. Thì lần trước sư cô có giảng thế này, là khi mà cái kháng ngũ môn này nó mở cửa ra để nó tiếp nhận, giống như cái cửa của cái siêu thị mở cửa ra để tiếp nhận người khách, hay là cửa của công ty mở cửa ra tiếp nhận người khách, thì khi người khách đó bước vào thì cái hai cái người mà được công ty bổ nhiệm cho làm việc đó, một người mặc cơm lê trắng và một người mặc cơm lê đen, thì cái người này bước vào thì không cần nói gì hết, tự động cái người mặc cơm lê trắng sẽ đi tiếp những cái cảnh mà nó thuộc về cái quả phước, hiểu chưa? Còn cái người mặc cơm lê đen thì nó sẽ đi tiếp những cái cảnh mà thuộc về quả bất hạnh. Nó đi như vậy. Thì như vậy sau khi cái kháng ngũ môn này nó làm việc là nó tự động mở cửa ra rồi đó, thì cái tiếp thu này hay là tiếp thọ đây, tâm quán sát đây, tâm phân đoán đây, ba cái tâm này nó đi liền một lúc á. Nếu mà cái cảnh nó là quả thiện thì ở đây nó sẽ là quả thiện đây, hoặc là quả bất thiện. Tức là cảnh tốt thì nó là quả thiện, mà cảnh không tốt nó là quả bất thiện. Nó đi liền ba cái giống nhau. Thiện thì thiện cả ba, mà bất thiện thì bất thiện cả ba. Như vậy cái cách xem xét vấn đề đó là khi nói rằng là cái cảnh này là cảnh tốt hay là cảnh xấu đó, thì phải nhìn vào đây. Nếu mà ngủ song thức, nếu mà tiếp thọ, nếu mà quán sát là thiện thì đây là cảnh thiện. Nếu mà ngủ song thức, tiếp thọ và quán sát là bất thiện thì cảnh đây là cảnh xấu. Hiểu cách này không? Và trong chú giải có giải thích thế này: tại sao mà chỉ tựa vào đây mà không tựa vào trong cái phần động tác này?
Là bởi vì khi mà đến cái phân đoán này thì như chúng ta biết phân đoán nó thuộc về cái duy tác, tức là cái công việc của nó là phân tích và phán đoán thôi, chứ nó không hề có một cái gì nó thuộc về cái thiện hay bất thiện gì trong đó. Nó không có, nó không có thiện, nó không có bất thiện, mà nó chỉ làm cái công việc phân tích và phán đoán mà thôi. Khi nó phân tích và phán đoán xong rồi đó thì nó mới đi tới cái động tác này. Thì động tác này nó có thể thiện theo cái chuỗi thiện này, nó có thể bất thiện theo cái chuỗi bất thiện này. Đó là cái cách của nó đi. Cách thứ hai nữa là cái phần mà ba cái chỗ số 5, số 6, số 7 này đây, nó thiện nhưng đây có thể bất thiện. Phần số 5, số 6, số 7 này khi nó bất thiện mà đây có thể thiện, chứ nó không hoàn toàn là nó đi theo ba cái tâm quả đầu tiên. Đây là sư cô kể một cái chuyện thật mà có kể rồi. Bởi vì trong kinh thì ta nói vậy, nhưng mà mình nghĩ nó xa xưa lắm. Cái sự thật mình thấy thì nó có hiện bà. Công kinh này nói thế này, một cái người ngoại đạo đó, khi mà thấy Đức Phật xuất hiện với 32 tướng tốt, thì cái thức của người này nó nhận ra là tốt. Nhưng mà khi tới phân đoán á, thì nó lại không chấp nhận, cho nên là nó cảm thấy là như vậy, cái này là cái người này xuất hiện là một cái điểm không lành, là cái sự xui xẻo cho mình. Thành ra khi cái thức mà nó nhận ra cái tốt, nhưng mà nó không có đi theo cái động tác này. Nó có, đó là cái chuyện trong kinh nói vậy. Bây giờ cái chuyện trong sự thật nè, hồi đó khi sư cô đi học ở trong cái ký túc xá, thì trong đó có rất là nhiều tôn giáo chứ không phải một người. Mà cái kỹ nhất trong cái sinh hoạt của cái tập thể đó là không bao giờ nói chuyện về tôn giáo. Thì bữa hôm đó là sư cô đi ra cái chỗ, cái khu vực chung á, để mà đi lấy nước. Thì khi mà sư cô vừa bước ra thì có một sư cô bước vô. Thì cái lúc mà đứng ở bên trong cái chỗ mà lấy nước á, thì có một cái cô người Ấn Độ cũng cùng đứng lấy nước đó. Nhưng mà cổ thì lấy nhiều, sư cô lấy ít, sư cô ra trước. Thì sư cô mới vừa ra tới cửa thì có một sư cô bước vô. Thì cái cô này đột nhiên là cổ quảng hốt, thế là cổ chạy tuốt vô trong cái nhà tắm, cô đóng cửa cổ đó. Rồi cô cứ cổ cứ ở đó, cho đến khi cổ chờ, cho đến khi cái cô này ra rồi đó, thì coi như mặt cổ cũng tái mét rồi cổ mới đi ra. Thì cái đó mình để ý mà mình không có dám nói năng gì hết. Thì sư cô thì chứng kiến tới 2 lần, 3 lần như vậy, thì cũng không dám hỏi cái cô đó. Thì sư cô kiếm một cô Ấn Độ khác, sư cô hỏi tại sao cái bạn đó lại có một cái vẻ kinh sợ khi mà gặp các cái sư cô như vậy. Thì cái cô này cũng mới nói là tôi nói cho bạn nghe, nhưng mà bạn đừng có phổ biến cái này ra, nó gây ra những cái chuyện không hay. Bởi vì bạn đó theo một cái đạo đó nói rằng đó, khi gặp một cái người mà xuất gia theo đạo Phật cạo đầu đó, nó là cái điều xui xẻo, nó đem lại cái sự bất an, nó đem lại những cái hung tinh. Người ta đã bị ghim trong cái đầu như vậy rồi, cho nên là khi thấy một cái người tu theo cái đạo Phật bận cái bộ đồ vàng mà cái đầu cạo như vậy đó, là cổ thấy cái điều đó là hết sức là bất an cho cổ. Cho nên cổ có một cái trạng thái sợ hãi và cổ chạy trốn vậy, bởi vì cổ sợ là một cái hung tinh sẽ tới cho cổ, cái điều bất hạnh sẽ xảy ra cho cổ. Thì thực tế nó vẫn còn, chứ không phải nó đã hết. Thì như vậy, giữa cái việc mà một cái cảnh xuất hiện đây có thể là một cái cảnh tốt, thì khi mà người ta trông thấy ngũ song tức này, thấy nó có thể biết tốt, cái tiếp thu này nó cũng nhận ra là tốt, và nó quan sát thì nó thấy vẫn là tốt. Nhưng tới phân đoán, còn cái phân đoán này á, thì như là chúng ta có biết á, là cái phân đoán này à, nó đi vào trong cái hậu ý của nó là hậu kiếp. Và như vậy trong cái hậu kiếp này chúng ta sẽ có hai cái dòng nghiệp, đó là dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Khi một cái người theo tôn giáo khác á, thì người ta đã được dạy cho thế nào là cái thiện, thế nào là cái bất thiện. Đại thể thì nó giống nhau, nhưng mà cái chi tiết, người này coi cái giáo chủ của mình á là tối thượng, và những cái người khác á
có thể làm cho người ta đó bị cái phước báo đối nghịch lại. Cho nên á là người ta đứng ở chính giữa này, dẫu người ta thấy cái tốt mà vẫn không dám, ta thúc lùi lại. Đó là cái mà mới nói rằng là trong cái cảnh đó, nó là tốt hay xấu đó, mà người ta căn cứ vào ba cái quả đi tiếp theo, đó là thức quả, đó là tiếp thu, đó là quán sát. Nếu ba cái đó thiện là quả thiện, nếu ba cái đó bất thiện thì quả bất thiện, chứ không căn cứ vào trong cái tâm tạo tác, cái tâm động tâm. Như nãy thì cô có nói á, là một cái cảnh nó xảy ra, có thể tới đây nó đã rơi xuống, tới đây nó rơi xuống, chứ nó vẫn có cái lộ, mà cái lộ nó tới đây là nó hết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà thì cô cũng có nói nhiều lần rồi, là khi một cái sự việc xảy ra, có khi mình suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, đắn đo hoài cái chỗ này làm việc này, đắn đo nó suy nghĩ hoài, nên cái lộ nó tới đây là nó rớt, nó tạo ra cái lộ nữa tới đây nó rớt, tạo nữa tới đây nó rớt, rồi sau đó mới đi tiếp tục. Cho nên chúng ta học đầu tiên á, chúng ta nắm những cái căn bản khác, rồi sau đó chúng ta sẽ coi cái sự biến động nó để cho chúng ta có thể biết được. Hoặc là chúng ta thấy thế này, ví dụ như một cái người đã lập gia đình rồi, thế bây giờ người ta đi ra ngoài thì người ta thể gặp một cái người nam đó hay gặp một cái người nữ đó hơn hẳn cái người bạn đời của người ta. Thì trong cái khi mà người ta tiếp nhận cái hình ảnh của người nam người nữ đó, thì nơi đây người ta biết rồi, từ cái ngũ song thức tiếp thọ quan sát, người ta biết là người ta gặp cái người này đó giỏi hơn cái người hôn phối người ta, người ta biết. Nhưng mà tới đây là chỗ khác nha, vì nó nằm trong cái hộ kiếp này, nó đi theo thiện hay bất thiện. Thì nếu mà nó rơi vào đây mà nó đi vào trong cái thiện đó, thì người này suy nghĩ nè, cái người nam hay người nữ này đó tuy có đẹp hơn, tuy có giỏi hơn, nhưng mà mình đã có người rồi. Cái người chồng hoặc người vợ mình hiện tại đó, thì là đó là cái người mình đã hài lòng nhất, thì đó là tốt nhất với mình. Và cái người đang cư xử tốt với mình thì vậy là đủ rồi, cho nên người ta không có bận tâm tới những cái chuyện đó. Thì nó tới đó là nó rớt, chứ không phải cái người này tốt hay cái người này xấu, người này là đẹp hay không đẹp, mà nó không đi vô. Nó vô nhưng mà tới cái chỗ đó nó rớt xuống, do cái pháp thiện và pháp bất thiện nên cái người này mạnh hay yếu. Cho nên quý vị thấy người ta nói nè, cái người mà nó lẳng lơ á, thì giờ đẹp hay không đẹp gì đó, mà khi nó muốn rồi thì nó dẫn vô. Bởi vì nó đi xuống cái, nó vừa nhìn thấy một cái ăn là nó thấy là hạt một cái gì đó, tức là vừa ý rồi cảnh tốt của nó, thì nó rơi vô cái bất thiện. Đàn ông cũng vậy, đàn bà. Cho nên người ta mới nói là thì qua đường cho nó vui mà. Thành ra người ta coi cái chuyện tà dâm là cái chuyện như hút một điếu thuốc mà thôi. Cái chuyện tà dâm như là cái chuyện mà uống một ly nước giải khát mà thôi, không có cái giá trị gì về tâm linh. Nhưng khi nó hoạt động, nó nằm trong giá trị về tâm linh. Không thể nói không có, vì mình không thấy là nó thiện hay bất thiện mà thôi. Nhưng trong hoạt động tâm của mình á, thì con đường thiện bất thiện rất rõ ràng. Cho nên mặc dù cái quan niệm của mình nói là không có gì, cũng như bây giờ, thời bây giờ nam nữ thì cứ sống thử với nhau thôi, được thì ở tiếp, không được thì thôi, tất cả gọi là tà dâm, bởi vì nó thuộc về pháp bất thiện đó. Và nó sẽ sản sinh ra rất nhiều tai họa. Một cái tai họa mà người ta không bao giờ có thể nghĩ tới đó là cái đời sống nội tâm của mình đó. Cái sự thương tổn trong nội tâm của mình là một cái vết thương rất khó hàn gắn. Thuê một cái phòng, xài điện chi tiền điện, xài nước chi tiền nước, trả tiền phòng chi tràn tiền phòng, trả tiền phòng, ăn chi tiền ăn, khi nào không thích sắp gói đi. Nói chuyện như là một cái người hoàn toàn không bị luyến ai. Nhưng mà khi một người kia đó
rất là bình thường trong cái hợp đồng đó, nói rằng thôi nhé, sáng nay là xin chào, rồi người ta sắp cái vali gọn người ta đi. Thì cái người ở lại mới ngẩn ngơ. Và không phải một lần như vậy mà hai lần, ba lần, bốn lần thì ta sẽ bắn vào đầu. Còn không, cái sự thương tổn này không bao giờ lành được. Bởi vì khi người ta hành sự đó, người ta nói vấn đề cực kỳ đơn giản mà không thấy cái chiều sâu của nó, là nó nằm trong pháp thiện hay pháp bất thiện. Và pháp bất thiện thì nó gây biết bao nhiêu cái sự đau khổ ở bên trong. Nó gọi là sự thương tổn về thể chất lẫn tinh thần. Cũng như bây giờ trên cái đất nước mình đó, phá thai không là tội ác vì luật pháp cho phép. Giết người nhưng không có bị ở tù, không có bị lên án. Nhưng thử phạm vào xem, đây là cái pháp bất thiện cực ác trong những cái tội lỗi của con người. Phạm vô thì biết. Và đây vậy, người ta tưởng là cái chuyện đó nó dễ dàng như là người ta cắt một cái khối u để bỏ đi. Không đơn giản, bởi vì nó không phải là khối u thuộc về sắc pháp, mà nó là cái sự phối hợp của cái dòng tục sinh. Nó chứa đựng trong cái hộ kiếp này đầy đủ hết, làm cái sinh linh, cái sinh mạng của một con người, một cái sự sống. Và chúng ta không có quyền giết cái sinh mạng. Và khi phạm vào đây là phạm vào cái giới thứ nhất, là cái giới trọng của người cư sĩ. Thì cái hậu quả của nó không có dừng lại một kiếp. Đó là điều phải nhớ. Và nó thuộc về cái hành vi thuộc về tà dâm. Khi người ta sống với nhau, người ta nghĩ đơn giản rằng đó là cứ thử sống với nhau đi. Hợp tiến tới, không hợp không tiến tới. Hợp nghĩa là gì? Hợp nghĩa là đáp ứng được cái sở thích của tôi, yêu cầu của tôi. Trong cái giây phút nào, trong cái giai đoạn nào thì tôi tiếp nhận bạn. Còn đến lúc nào tôi không còn thích nữa, tôi không còn hài lòng nữa, thì tôi vô trách nhiệm với tất cả. Cho nên người ta nói gì? Ủa, tụi mình hợp đồng với nhau sống mà đâu có hợp đồng có con em. Thôi anh vợ, anh cũng bằng lòng chi tiền ra cho em phá thôi. Em biết rất là đơn giản. Bởi vì người ta ở trên cái bề nổi, người ta không thấy một cái chiều sâu. Cho nên người ta tưởng là cảnh tốt, hóa ra là cảnh xấu của con đường địa ngục. Không nhận ra. Cho nên người ta tạo cảnh, người ta ngỡ rằng những cái cảnh người ta tạo ra đó là cảnh tốt. Người ta yên tâm đó là cảnh tốt bằng tất cả những cái lý luận và cơ sở lý luận của người ta. Cái khủng khiếp nhất là pháp luật cho phép phá thai. Và người ta yên tâm để tạo ác nghiệp. Một cái người thầy thuốc phá thai là chuyện bình thường. Thử làm cho đến ngày hưu trí rồi sẽ xem có bình thường không. Chưa hưu trí đã có chuyện rồi. Hãy đi tìm tới những người đó mà hỏi coi họ có bình thường không. Và họ không có phải trả giá duy nhất trong cái đời này. Họ trả giá rất là nhiều kiếp. Và cái đau đớn nhất của họ đó là họ có muốn có một đứa con. Nhưng mà bằng cớ này, bằng cớ khác, nó không chết từ bên trong thai bào, nó bước chân ra nó cũng chết. Ở cái tuổi nào nó cũng chết. Thì tre già phải khóc măng non. Không có một kiếp. Nghề nó có nghiệp mà. Cái nghề nó phản bội lại với cái mà khi mình ra trường mình thề trước ông thần mà thuộc về y học của mình á, mình nói là đem hết sự hiểu biết và năng lực của mình ra để cứu mạng người. Nhưng giờ mình đem khả năng để giết người nhanh chóng đi.
mà coi như cái chuyện người ta đến đây, người ta đề nghị mình giết cái đứa nhỏ đó, nó là một cái nguồn lợi kinh hoàng đến như vậy, cái hậu quả nó không lường được, bởi nó đi trong cái chiều sâu của nó. Thành ra trong cái đời sống đó, đứng trước cái cảnh, là cái cảnh đó tốt hay là cảnh xấu, thì nó có rất nhiều cái cách để chúng ta nhìn ra nó tốt hay là xấu. Và nãy giờ khi chúng ta học tới, nhiều phần chúng ta có 5 cái để mà chúng ta nhận ra thế nào là cảnh tốt, cảnh xấu, không đơn giản chút nào. Và chưa kể đó, là khi nó đi trong cái tâm thức chúng ta đó, cái chỗ nào nó ngừng lại, cái chỗ nào nó là tiếp tục, cái chỗ nào nó đi ra một cái ngã rẽ của nó, chưa biết được. Có một cái cô đó, cô điện cho sư cô, cô nói là cô có chồng có 3 đứa con, thì cô có một cái đứa con đầu tiên hết đó, thì nó là một cái dạng giống như tự kỷ mà nó nặng, tức là nó khi tiêu tiểu là nó không biết, mà dạy cái gì cũng rất là khó. Thì cái lúc đầu đó, thì khi sanh ra thì hai vợ chồng nó thương lắm và nghĩ rằng mình phải hết lòng nuôi con. Nhưng đến khi cô sanh đứa thứ hai và cô sanh đứa thứ ba thì chồng cô mới nói thế này: em coi bây giờ mình 3 đứa con là quá nhiều rồi, mà hơn nữa đó, bây giờ đó mình, em thì cứ ở nhà suốt ngày để lo 3 đứa con, một anh mình anh cài thì không có đủ sống, rồi chỉ bằng mình gửi cái đứa lớn đó vô cái chỗ người ta nuôi trẻ khuyết tật đi, rồi mỗi tuần đó mình chở cả nhà mình đi vô đó thăm nó mỗi tuần, thì để mà còn có sức khỏe mà em đi làm thêm, hai đứa nhỏ này nó lớn dần lên thì đi làm thêm như vậy đó thì mới giải quyết được, mình cũng vô đó mình cũng săn sóc, mình cũng nuôi nó. Thì anh thấy chỉ có cái giải pháp đó là mới cứu vãn được thôi, chứ còn bây giờ là anh đuối sức rồi. Mà em thì ôm 3 đứa, mà 2 đứa kia thì nó cũng khó khăn lắm, tại vì cái đứa này đi tiêu đi tiểu thì là phải bám sát vô, rồi uống thuốc uống men, rồi ăn uống phải đút tất cả mọi thứ nữa, mà em ôm vậy thì em cũng chết. Thì cổ mới khóc, cổ mới nói rằng: anh ơi, bây giờ mà em còn khỏe được chút nào thì em phải hết sức thôi, chứ bây giờ mà đưa đi như vậy thì em không đành lòng. Tại vì em thấy đó, em săn sóc như vậy mà em làm còn không xuể, huống chi mà bây giờ đưa nó vô trong cái chỗ mà trẻ em khuyết tật thì đứa nào cũng vậy, thì những người săn sóc ở trong đó làm sao người ta làm nổi. Em là mẹ nè mà, em lo cho con mà em còn lo không nổi, mà hai cái đứa kia còn sai dặt được rồi, nó phụ được rồi mà em làm còn không nổi, huống chi mà bây giờ đưa con mình vô trong đó thì tội lắm, em không có làm đâu. Thì hai người cứ kéo dài cái tình trạng đó, cho đến khi ông quá mệt mỏi rồi thì ông nói: thôi bây giờ đó anh chịu đựng không nổi đó rồi, anh đi thuê nhà riêng, rồi anh cũng đi cài, rồi anh gửi tiền về cho em nuôi con. Còn bây giờ đó, để cho anh nó bớt cái cảnh này, anh chịu không nổi. Anh nhìn em rồi anh nhìn mấy đứa con, anh chịu không được, anh mất ngủ hoài, tôi cho anh ra ở riêng. Anh có đi lấy ai đâu mà sợ, anh không có làm cái chuyện đó, nhưng tại vì anh chịu đựng không nổi thì cô chấp nhận cho ông ở riêng. Mà thật ông ra ông không có lấy ai hết, ông chỉ đi làm rồi. Thì bữa nào ông được thì ông về nhà ông phụ nhà, tiền bạc ông cũng đem về, nhưng mà ông ở chỗ đi. Bây giờ cô ở nhà cô gánh. Thì cô gánh như vậy đó, là coi như cái lúc ông đi thì cái đứa nhỏ nó độ chừng khoảng 6 tuổi, cho đến bây giờ thì nó 19 tuổi rồi. Thì cô mới nói rằng: anh nói thật sư cô, con kiệt quệ rồi, con bị bế tắc ở trong cái đời sống nội tâm con dữ lắm, bởi vì nó càng lớn nó càng nặng. Thì con chỉ năn nỉ hai đứa con gái đó, con mới nói rồi: bây giờ cái ngày nào lễ nghỉ đó, hai đứa tụi con nó chăm sóc anh giùm đi, để cho mẹ đi vô chùa một chút. Thì tụi nó chịu. Thì con đi một cái thời gian vậy đó, con về cô cũng thấy nó đuối quá. Bây giờ cổ mới nói với hai đứa con, cổ nói: thôi bây giờ má đành phải đi theo cái cách của ba nó, tại vì bây giờ đến cái lúc này má cũng mệt mỏi lắm rồi. Thì hai đứa con gái nó mới nói gì:
con không có đồng ý với nó. Tại vì cái hồi đó tới ba đứa mà má chịu nổi, bây giờ còn có một đứa thôi, mà hơn nữa tụi con cũng phụ với má, tụi con đâu có bỏ đâu. Nhưng mà con thấy má còn sức, tại vì cái ngày Chủ nhật má vô chùa má công quả nổi mà. Tại sao má về đây có tụi con phụ vô mà má không cố lắm? Má suy nghĩ cái gì vậy? Thì cô khóc. Cô mới nói á, má không có suy nghĩ gì cả. Tất cả những cái tình cảm má dành cho các con của má đều không có thay đổi. Nhưng bây giờ có một cái gì ở trong cái lòng của má nó kiệt quệ rồi, má chịu không nổi. Thì tụi nó mới nói là con không tin. Má có lý do gì đó con không tin. Thì cô khóc vậy đó. Thì cô mới điện cho sư cô. Cô mới hỏi bây giờ cô phải giải quyết ra sao. Bây giờ nên theo cái hướng của chồng cổ, hay là bây giờ tiếp tục. Tiếp tục thì cổ không có còn có thể chịu đựng nữa. Tức là trước đây với cái cảnh đó, cổ hoan hỷ mở cái lòng của cổ ra để mà cổ giúp đỡ cho cái đứa con của cổ. Thành ra cổ mới nói rằng là cổ không dám khai với con cổ á, là cái khi mà cổ là bồng nó không nổi, khi mà nó bệnh nó nằm xuống cổ bồng nó không nổi, rồi nó trây trét tùm lum. Thì cổ vừa lao cho nó, cổ vừa khóc mà cổ vừa đánh nó. Thì cổ nói khi mà cổ đánh nó xuống rồi một cái thì cổ khóc dữ lắm, bởi vì cổ thấy mình quá ác. Vì con nó bệnh như vậy, nó đâu có muốn như vậy đâu, mà tại sao mình phải đánh nó. Nhưng mà cổ nói mình đã biết như vậy rồi, mà cái khi mà nó đưa đến cái cực điểm thì mình vẫn đánh nó. Mình đánh nó xong mình khóc, mình khóc mình lại hối hận, mình lại trằn trọc, mình lại không có ngủ được. Mà cứ như thế nó dày dò suốt trong cái tâm mình không có chịu đựng được. Mà khi trình bày với hai đứa con thì nó nói cái lý lẽ là nó đúng chứ nó không có sai. Mà tất cả những điều nó nói mình biết được hết. Nhưng giờ tại sao cái tâm mình nó rối loạn, nó điên khùng đến như vậy? Thì cái đó bây giờ đó, cô hỏi sư cô, con sẽ kéo dài được bao lâu? Cho nên chúng ta hiểu biết nè, cảnh diễn ra chúng ta thấy nè, nhưng mà khi trong tâm của chúng ta những cái khổ đau nó phát sanh lên nhiều quá, nó đẩy người ta tới tận cùng của một cái sự đau khổ, thì cảnh hiện ra là cảnh khổ và nặng nề. Biết rằng mình đem gửi con vô đó là một cái sự chạy trốn, nhưng không chạy trốn cũng không được. Cô hỏi phải làm sao? Sư cô hỏi cô vậy. Cô có thể nào kiếm một cái người phụ với cô không? Để chia cái công việc này. Những cái công đoạn mà phải săn sóc cho cháu thì cô chia ra. Cô làm một phần, cái người mà cô gửi tiền lương cho người ta đó, chia ra mỗi người một phần. Rồi nan nỉ hai đứa con đó, những ngày lễ Chủ nhật đó, để cho nó chia cái phần ra. Tức là mình chia mỏng ra thì mình chịu được. Và cô cần có một cái thời gian để thư giãn, để nghỉ ngơi. Không có nên vô chùa mà làm nhiều quá. Tại vì mình làm cái đó là chạy trốn một cái phiền muộn của mình, không làm như vậy. Mình có thể đi thư giãn, mình đi tập dưỡng sinh, hay là hoặc là đi bơi lội, hay là tập khí công gì đó, một ngày mấy tiếng đồng hồ. Còn vào chùa thì mấy tiếng đồng hồ, để mà nó vừa trong cái sức mình, để mình thư giãn trở lại, mà mình có lực để mình gánh vác cái chuyện, để mình giữ y như cái hồi mình còn trẻ còn khỏe vậy đó. Đừng để cho cái tâm của mình bị suy sụp. Khi tâm mình bị suy sụp rồi đó thì cảnh tốt nó không có hiện lên, cảnh xấu nó càng thêm sợ. Cũng giống như đó, cái chỗ này khi mà nói rằng là cái tính theo cái tâm quả mà không tính theo cái phần mà đóng tóc, đó là như thế này. Thí dụ như đây là một cái tử thi, thì khi mình trông thấy là ai mà chẳng sợ. Cái sợ nó phát sinh thì cái quả tự nhiên. Thì sư cô cũng có giải thích rồi, nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là đây là khí cô âm, mà mình là cái khí dương,
khi mình vừa bước tới là cái cô âm nó rút liền là cái người của mình nó sụp xuống cái, mà mình đã coi như là về mặt thể chất mình có suy xuống cái thì cái tâm mình nó chớ dễ sợ. Thì quý vị thấy rõ ràng là cảnh xấu, và khi chúng ta tiếp nhận nó rõ ràng là cảnh xấu, và khi đó phát sanh lên cái sự run sợ của mình đó, thì nó quả thật là nó là một cái pháp bất thiện rồi. Nhưng mà nếu đây là một cái hành giả tu thiền mà quán tử thi, thì khi người ta tiếp nhận đó, người ta tiếp nhận đó, người ta biết đây là cái tử thi. Tử thi này là đáng ghê sợ, tử thi này hôi hám, tử thi này có thể ảnh hưởng sức khỏe của mình, ta biết thật. Thì đây là cái quả bất thiện này, nó có thể phát sanh lên. Nhưng mà khi tới đây, thì đây là cái đề mục của một người hành giả, cho nên tâm thiện trí phát sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên mới nói là cảnh nó phát sanh lên quyết định do ba cái này, là cảnh thiện hay bất thiện, cảnh tốt hay cảnh xấu. Còn nơi đây là một cái phần khác. Mặc dù về trên nguyên tắc thì chúng ta thấy cái tâm thứ nhất sinh diệt làm duyên cho cái này, rồi cái thứ hai sinh làm duyên cho cái thứ ba, rồi cái sinh diệt nó đi như thế. Nhưng chúng ta nhớ nó có rớt ở đây, một cái rớt. Cái rớt thứ hai thì khi nó tới cái hộ kiếp này là thì tới cái phần mà cái sát na diệt của nó nằm đây, thì nó rớt tại chỗ này rồi, nó không qua tới, nó không tạo được cái cảnh mới. Còn nếu nó tạo được cảnh mới thì tới quán sát này nó rớt xuống rồi, cho nên cái cảnh nó tại là nó không quyết định được. Vì vậy một cái cảnh tốt nó có thể duyên với một cái động tác tốt, một cái động xấu động, một cái cảnh xấu có thể duyên với cái động tác xấu, nhưng một cảnh tốt có thể duyên với động tác xấu, một cái cảnh xấu có thể duyên với động tác tốt. Hồi nãy giờ sư cô có lấy cái thí dụ đó thấy đó. Thì như vậy là cái phần số 3 của chúng ta đó, phần số 2 đó là nó tùy theo tâm quả. Lần sau thì chúng ta sẽ học là nó tùy theo môn, nó sẽ tùy theo cái sự sai biệt của cảnh, và nó tùy theo cái thời điểm cái cảnh xuất hiện mà nó khác nhau. Năm cái này chúng ta nắm chắc để chúng ta hiểu rằng không phải những cái gì nó thuộc về cảnh sắc nó đứng nguyên đó mà nó có thể không có thay đổi trong tâm chúng ta, tốt thành xấu, xấu thành tốt. Chưa kể là những cái cảnh này nè, với cái sắc thần kinh chúng ta nó sẽ tương sinh với nhau, và đồng thời nó cũng có sự biến đổi, tức là nó biến chuyển không có lường được. Bởi vì cho nên sư cô nói lại lần nữa quý vị hiểu, khi chúng ta học cái này chúng ta lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại để mỗi lần chúng ta nói một khía cạnh của nó, để chúng ta thấy cái sinh hoạt đa chiều của nó, nhiều khía cạnh của nó, sự biến đổi của nó, để mà chúng ta hiểu cái biến thiên trong cái tâm của chúng ta nó cực kỳ nhanh nhẹn. Cho nên mới nói là vấn đề thuộc về tâm linh. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ.